chào các bác ạ. Em mới về một chiếc Mitsubishi 3 tấn. Mitsubishi 3 tấn. Số sàn, lốp đơn, nâng hạ cơ bản ạ. Em cho ra thử tải cho các bác xem. Đây, em thử tải luôn hai chồng gạch nó hơn 4 tấn này, garanti này. Đó. Garanti luôn ạ. Hai chồng gạch luôn. Hai chồng gạch đặc nhá. Cực kỳ khỏe luôn. Thử luôn hai chồng gạch 3 tấn Mitsu ạ. Ôi. Bố hạ xuống rồi, lên thử lại đi. Cực kỳ khỏe luôn. Rồi lên đi. Thôi, vỡ hết gạch. Chạm bên trong rồi. Ôi, sát quá. Thôi, rơi mất kệ bây giờ. Ba tấn, thì tải, cực khủng luôn. Cái này số sàn, động cơ F4S. Xu này giá tầm trung thôi, dưới 200, nâng hạ cơ bản, số sàn. Rồi, chạy thử đi ạ. Được, kệ này được, thoải mái, chạy. Không sao. Các bạn có nhu cầu thì cứ qua xem trực tiếp. Bãi này thì vừa mới về rồi. Cái này vừa về bãi em. Còn rất nhiều chiếc khác nữa. Gần 100 chiếc nữa các loại. Các bạn qua xem thoải mái. Lựa chọn thoải mái. 3 tấn hay tấn rưỡi cho sàn đủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.